Hương Giang khiến cư dân mạng phát sốt khi chính thức tung MV Hot Hòn Hột với hình ảnh bán nu vô cùng nóng bỏng và táo bạo. Sản phẩm âm nhạc lần này kết hợp cùng nữ ca sĩ Sabiro, cô cũng chính là tác giả của ca khúc. Nhiều khán giả cho rằng MV Hot Hòn Hột đánh dấu một cột mốc mới, hướng chuyển mình mới trong sự nghiệp âm nhạc của Hương Giang. Khác với những ca khúc ballad nhẹ nhàng gắn liền với hình ảnh yêu kiều trong các MV trước đây, Hương Giang trong MV Hot Hòn Hột vô cùng nóng bỏng và quyến rũ. Đây là sản phẩm âm nhạc đánh dấu sự thay đổi và trở lại của Hương Giang. Ngoài sự thành công của những ca khúc ballad thì đây cũng là dòng nhạc mà nàng hậu rất yêu thích. MV Hot Hòn Hột được lấy bối cảnh tại một khu rừng kỳ lạ. Đây cũng là nơi cư trú của bộ tộc nữ nhân bí ẩn. Như tên gọi của bài hát, những người phụ nữ càng xinh đẹp, càng quyến rũ thì lại càng nguy hiểm và càng khó có thể chạm tới. Cũng chính vì vậy, những người đàn ông đến đây không ai có thể an toàn trở về. Chi tiết này được cài cắm qua hình ảnh chiếc ô tô tan hoang phủ đầy rêu phong. Hot Hòn Hột được đạo diễn Đinh Hà Uyên Thư và giám đốc sáng tạo Denis Đặng thực hiện với nhiều góc máy sáng tạo và ấn tượng. MV thu hút được sự quan tâm của khán giả từ khâu hình ảnh được đầu tư chỉnh chu, trang phục ấn tượng cùng giai điệu vô cùng sôi động và quen tai. Có thể nói đây là lần đầu tiên Hương Giang khai thác tối đa hình thể của mình với những cảnh quay táo bạo. Không chỉ so hot ở nhịp điệu và lời của bài hát, từng cú lắc hông khớp theo điệu nhạc và hình thể căng đét của cô cũng nhận về nhiều lời khen từ người hâm mộ. Lần đầu tiên kết hợp với nhau trong một MV ca nhạc, Hương Giang và Sabiro cũng cho thấy sự tương đồng trong phong cách biểu diễn và vũ đạo ấn tượng. Sự kết hợp này không chỉ mang lại một sản phẩm âm nhạc độc đáo, mà còn là một bước tiến mới trong sự nghiệp của cả hai nghệ sĩ. Được đầu tư một cách công phu và nghiêm túc, MV Hot Hòn Hột chính là món quà mà Hoa hậu Hương Giang dành tặng người hâm mộ nhân dịp cuối năm. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hãy đăng ký bật chuông để lại bình luận bên dưới và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.